Sư phụ, Trần Xuân Thảo này thần kỳ như vậy sao? Nếu không phải là độc thảo, uống thử nó cũng đâu có sao. Sư phụ, người ta nói phái nữ làm đẹp cho đối tượng xem, sư phụ vô giả nói Trần Xuân Thảo như vậy, không lẽ... Không lẽ cái gì? Không lẽ sư phụ còn có chút hy vọng với Trác Thúc Thúc? Nói bậy. Sư phụ, dù làm sư phụ không vui, con cũng phải nói, thật ra bà Mua Hàng nói rất đúng, Trác Thúc Thúc rất là chân thành với sư phụ. Sư phụ phải tiếp nhận Trác Thúc Thúc. Cáp Mã Nhã, có gì thì con cứ nói ra đi, cần gì phải nói vòng vo như vậy? Con có nói vòng vo gì đâu. Con muốn lấy Dương Văn Thông thì trực tiếp nói với sư phụ đi, sư phụ sẽ chịu ý con. Nhưng đừng dùng Trác Chức Hằng khiêu khích sư phụ. Ý con đâu phải vậy. Tâm sự của con không lẽ sư phụ không biết hay sao? Sư phụ, nếu như sư phụ du quan con không biết nói sao? Bà Mua Hàng nữa rất đúng, không nên dùng sự kiêu ngạo của sư phụ mà hành hạ người khác. Bà A Mua Hàng nói rất đúng, sư phụ không nên ích kỷ như vậy. Cầm giữ con ở đây, cô tịch cả đời. Sư phụ đừng nói vậy. Chính con tình nguyện ở bên cạnh sư phụ. Không lẽ con muốn như sư phụ làm việc ác đức, kiếm một cô gái hầu con suốt đời sao? Sư phụ, tại sao vì một lời nói vô ý như vậy mà để trong lòng? Lời nói vô ý thường thường là một sự trách móc rất là đúng. Sư phụ đã biết phải làm sao. Sư phụ! Dương Văn Thông, ta kêu ngươi ra đây. Sư phụ! Sư phụ! Sư thúc. Dương Văn Thông, ngươi nghe ta nói đây, ngươi muốn lấy Cáp Mã Nhã thì phải tiếp nhận hai điều kiện của ta. Thứ nhất là ngươi phải trung thành suốt đời với lại Cáp Mã Nhã, không được có lòng ái mộ với một cô gái nào khác. Thứ hai, ngươi phải yêu những gì mà nó yêu, hận cái gì mà nó hận, coi kẻ thù của nó cũng giống như là kẻ thù của mình. Sư phụ, chuyện của con sư phụ đừng lo giùm được không? Văn Thông, thế nào, hai điều kiện của ta ngươi có làm được không? Sư thúc, thật ra Văn Thông không muốn. Ngươi không muốn cái gì? Ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa đây? Không lẽ Cáp Mã Nhã không có xứng với ngươi hay sao? Không, sư thúc, đúng ra con không xứng với Cáp Mã Nhã đâu. Được, ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không lấy, chúng ta về. Sư bụi khoan vậy đã. Cáp Mã Nhã, nếu như nó không có lòng thành vậy chúng ta ở lại đây để làm gì? Con không phải không có lòng thành, nhưng mà con... Ê sư muội à, sư muội đừng có giận, Văn Thông chỉ nói là khiêm tốn thôi mà. Sư phụ, còn cảm ơn sư thúc tán thịnh. Nói đi, nói đi. Cảm ơn sư thúc tán thành. Cặp Mà Nhã, nếu hai chúng ta không có rời khỏi Thiên Sơn thì chúng ta sẽ là một cặp bạn đời thần tiên khoái lạc. Sư thúc có chấp nhận sự hôn nhân của chúng ta, đáng lẽ là anh vui mừng vì nó. Nhưng mà ở trong lòng anh có sự cắn rứt bất an không nói được. Có lẽ là do tạo quá trớ trêu, ở giữa hai chúng ta lại có thêm Minh Huệ. Sự thù hằn và ân oán giữa hai chúng ta và Minh Huệ anh không có lúc nào quên được. Anh biết rằng bản thân của anh phải lựa chọn thế nào. Nhưng mà trước khi em chấp nhận thành hôn với anh phải thẳng bạch thú thật với em một việc xấu hổ rất là khó nói. Anh thành thật muốn lấy anh về làm vợ, nhưng anh càng hy vọng sự tha thứ của em. Anh không phải có lòng phương hại em. Rất tiếc, chỉ vì một lúc sai mê, anh với Minh Huệ đã có sự chung chạ. Văn Thông, sao người lại đến đây? Cát Thúc Thúc, tới tìm Cáp Mã Nhã hả? Có quà tặng cho cô ta à? Chuyện của người sư phụ đã nói với ta rồi,
Có phải người không muốn kết hôn với Cáp Mã Nhã không? Dạ không phải. Chị, tại sao ngươi làm cho sư thúc của ngươi nổi giận? Thật ra con và Minh Huệ đã... Minh Huệ? Ngươi giúp cô ta? Bây giờ ngươi định nói chuyện này cho Cáp Mã Nhã biết à? Nếu Cáp Mã Nhã không chịu tha thứ thì con thấy không được yên lòng. Nhưng mà nếu chuyện này xử lý không ổn, ngươi chẳng những hủy hoại cuộc nhân duyên này, và sư thúc của ngươi cũng không tha cho ngươi đâu. Nhưng con không thể giấu cô ta. Đưa đây. Để ta giúp ngươi giải thích với họ. Đừng lo, ta nhất định chiều theo lòng ngươi. Ngươi lui ra đi. Tất cả có ta. Cảm ơn sư thúc. Cảm ơn nha. Anh không có mặt mũi cầu mũi khoan dung, chỉ dám dùng thơ từ để nói ra nỗi lòng của anh. Nếu em tha thứ cho anh, mời đến Thiên Đô Cát gặp nhau. Anh đợi em đến mặt trời lặn xuống núi. Văn Thông, anh còn tưởng em không đến. Cũng tại huynh đó. Sư phụ nói đến sự hôn nhân của chúng ta thì huynh do dự. Muội còn tưởng huynh. Cũng may là Trác Thúc Thúc đã nói rõ chuyện này với muội. Anh chỉ sợ làm đau lòng em. Chuyện trước đừng có nhắc tới nữa. Em tha thứ cho anh thật sao? Từ nhỏ thì muội đã theo sư phụ cho đến lớn khôn. Chính mắt muội ngó thấy sư phụ và Trác Thúc Thúc bị tình cảm dày dò. Muội không có muốn giống như là sư phụ, để cho người mình yêu đau khổ. Cáp Mã Nhã, anh có thể lấy được em là hạnh phúc cả đời của anh. Cáp Mã Nhã, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó thành mây khói đi. Lúc nãy huynh ném bỏ gì đó? Anh ném bỏ món vật mà không nên để lại. Huynh ném bỏ cái gì cũng được, chủ yếu là đừng có ruồng bỏ muội. Em yên tâm đi, cả đời này anh không rời khỏi em đâu. Tiểu thơ, thuốc đã nốt xong rồi. Dạ, uống thuốc nha. Không, con phải trả thù cho cha. Sơn Đừng, trả thù, trả thù. Chờ, chờ uống thuốc xong rồi thì hãy nói nha. Con phải giết chết Dương Văn Thông, diễn chết nó. Chờ, chờ bình tĩnh lại đi. Chờ, chờ, Tướng Quân, chờ, Tướng Quân à, đừng có ngồi vậy mà, vậy mà chờ, chờ đừng có ngồi, đừng ngồi vậy, chờ, đừng ngồi vậy, Tướng Quân. Tiểu thơ, Tiểu thơ sao rồi? Tiểu thơ, Tiểu thơ, Tiểu thơ. Sơn Đường, Sơn Đường, Sơn Đường à. Tiểu thơ, Thúy Hương là người đó hả?
Tiểu thư không được khỏe, mau nằm xuống đi. Tôi không sao. Thuốc này tướng quân kia tôi đem tới. Cha ta sao rồi? Tướng quân đã khá là nhiều rồi. Tướng quân kia cô an tâm dưỡng bệnh, đừng có lo lắng cho ổng. Ngươi sao sốt cho cha ta giùm ta nha. Tôi biết rồi tiểu thư, thuốc sắp nguội rồi uống đi. Nè nè nè, đừng uống nha. Đừng uống. Tần Long Tử hả, anh điên rồi sao? Không nên uống, đây là thuốc phá thai mà. Anh nói cái gì? Thúy Hương, có phải thật như vậy không? Tôi không biết đâu, tướng quân kia tôi đem đến đây. Được rồi, đem ra đi, đem ra đi. Dạ. Sang Đơn, Sang Đơn. Đừng kêu nữa. Sang Đơn không tới đường đâu. Sang Đơn bị tướng quân đánh hết một trận, tới bây giờ còn giam trong phòng củi đó. Anh nói thiệt hả? Thiệt mà. Tôi phải đi gặp cha tôi. Chờ, cô xin chờ. Xin cha hãy tha lỗi cho con, tha lỗi cho Sang Đơn đi. Con là Dương Phi. Con đại nghịch vô đạo. Phải, tất cả đều là lỗi của con. Con có lỗi với cha, con có lỗi với Dương gia. Nhưng mà Dương nhỏ là kẻ vô tội, chứ không nên làm thương hại tới nó. Nghiệp chủng, không nuôi được Dương gia thì giết chết hết chúng ta. Sẽ giết chết hết chúng ta. Cha, con cầu xin cha, con lại cha mà. Cha, cha. Uống đi. Con không uống, con không uống. Hả? Uống. Con không uống đâu. Uống. Nè. Dương gia, Dương gia đừng đi mà. Dương gia đừng có đi. Chuyện đã gì vậy? Còn nói gì nữa chứ? Tôi không dám xin Dương gia tha thứ. Tôi chỉ hy vọng là Dương gia sẽ tha cho kẻ vô tội. Vô tội? Trong chuyện này, kẻ vô tội nhất là ta đây. Ở trên sang trường, ta là đại tướng thống lĩnh cả ngàn binh lính. Nhưng ở trước mặt cô gái, ta chỉ là một kẻ nhu nhược. Tôi biết, tội của tôi không thể tha được. Tôi có lỗi với Dương gia. Nhưng mà cô biểu tôi để cô đẻ nghiệp chúng nó ra, để người ta chê cười tôi suốt đời hay sao? Tôi biết, tôi không xứng làm Dương phi của Dương gia. Chỉ cần Dương gia tha cho cha và con của tôi tình nguyện cho Dương gia xử tội. Tôi chết để tạ tội cũng được mà. Dương gia. Bây giờ tôi đau lòng nhất là chính cô đã phủ lòng ta. Cô 3 lần 7 lượt muốn phản bội ta, ta đều tha thứ cho cô. Nhưng mà chỉ có chuyện này, ta không thể nhịn được nữa. Dương gia. Cha. Cha, cha, cha đừng có làm vậy mà cha. Dương gia, xin Dương gia tha cho nó. Không được, ta là Dương gia, không thể để người ta nhục mạ được đâu. Dương gia. Cha, cha. Dương gia, tha cho nó một cơ hội đi mà. Tôi nhất định sẽ cho nó phá thai này. Để nó phá thai này. Dương gia, Dương gia. Cha, con là con bất hiếu, cha đừng có làm như vậy mà cha. Dương gia, bắt đầu hôm nay không có lệnh của ta, các ngươi không thể nào bước ra khỏi phòng nửa bước. Dương gia, Dương gia. Cha, cha. Dương gia, Dương gia bận nhiều công việc, lại là nòng cốt của nước nhà. Tội tình gì phải vì một người đàn bà lại dày dò mình như vậy? Minh Huệ thật là quá đáng. Đã 3 lần 7 lượt chống mình còn chưa đủ. Lần này cô ta còn phụ lòng Dương gia. Cô ta ý y có Dương gia sủng ái cô ta, cho nên coi ai cũng không ra gì hết. Có một số người không nên sủng ái họ đâu. Càng sủng ái họ, họ càng không coi chúng ta ra gì cả. Đàn bà là như vậy đó. Hôm nay ta tha thứ cho nó, ngày mai nó cầm dao chặt đầu của ta. Đúng. Nên nạp Lan Minh Huệ là hồng nhan ngọa thủy. Đúng. Nếu không muốn cô ta chặt đầu ta, thì ta phải chặt đầu cô ta trước. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Huynh kéo tôi ra đây làm gì? Huynh làm gì vậy?
Quỳnh đâu nói số dụng vô nhà giết Quỳnh Huệ hay sao chứ hả? Đó là công dụng Văn Thông mà. Vậy thì có sao chứ? Đấy, Văn Thông là sư huynh của huynh mà. Sư huynh? Tôi không có sư huynh như vậy. Tại sao nói những lời kỳ cục như vậy chứ hả? Bộ tôi nói sai sao? Ai hại tôi bị phế võ công? Ai hại tôi trở thành kẻ phản bội? Và ai hại tôi lâm vào cảnh bế tắc gì đây? Quỳnh, Quỳnh đổ hết trách nhiệm lên mình với Văn Thông ha? Không, trong thiên hạ người phụ tôi chẳng phải một mình Duy Văn Thông. Tôi còn sống ra khỏi Thiên Nhân Sơn thì tôi không thể cam lòng chết vậy được. Tôi phải luyện tập lại võ công để bắt chúng nó phải đền lại nợ máu cho tôi. Ê nhưng mà ai đó? Sao được? Là tôi đây, Tân Long Tử. Tôi biết thế nào huynh cũng đến đây thăm tôi. Bây giờ tôi cứu cô ra. Huynh định dẫn tôi chạy trốn? Không phải, con phải đi Thiên Sơn, đi tìm Văn Thông. Tại sao tôi phải đi tìm Dương Văn Thông? Tướng quân nhà Tỷ Thơ đã bị Dương gia nhốt rồi, không biết chừng Dương gia sẽ giết họ đó. Cô đi tìm Văn Thông để cứu họ đi. Thiệt hả? Tăng Long Tử này đâu gạt ai đâu. Được, vậy không nên chần chừ, tôi lập tức trốn ra ngoài. Nè mau, nè chờ chút. Hả? Sao được, Thiên Sơn cả năm tuyết nhiều lắm. Tôi lấy áo này chọn cho cô nha. Tăng Long Tử, ngày thường huynh đối với mọi người đều rất là lãnh đạm, đến bây giờ muội mới biết thì ra trong phủ tướng quân người mà có lòng nhân đạo chính là huynh. Muội làm xong việc này lập tức trở về tìm huynh. Huynh chờ muội nha. Huynh chờ muội nha. Bây giờ ta đau lòng nhất là chính cô đã phụ lòng ta. Cô ba lần bảy lượt phá mũi ta đều tha thứ cho cô. Chỉ có chuyện này ta không thể nhịn được nữa. Miệt chủng đừng có nuôi. Người tới đây làm gì? Dương gia giết cô. Nếu như chết có thể giải quyết được vấn đề, ta chết cũng không hối hận. Ngươi đừng tưởng Dương gia sùng ái ngươi mà ta không giết ngươi. Ngươi làm cho Dương gia ý chí suy nhược, bỏ bê quốc sự. Nếu để cho ngươi sống có hậu hoạn vô cùng. Được, ta cũng không muốn Dương gia phải khó xử. Ngươi giết ta đi. Vậy thì ta giết ngươi. Đừng có lâu, đừng làm bậy nha. Dương gia, đừng có lâu, muốn làm phản hả? Dương gia hồng nhan quả thủy, cổ sẽ phá hoại đại nghiệp của Dương gia. Chuyện của ta ngươi đừng xen vào. Minh Nguyễn là người của ta, ta không cho bất ai phương hại đức cổ. Ta dám động tới sợi tóc của cổ thì ta giết chết không tha. Được, lời khuyên nghe trái tai, để tôi xem Dương gia chết trong tay của cô ta. Tới rồi. Hôm nay sư đồ chúng tôi đem sính lễ đến cho các Mã Nhã đây nè. Sư huynh, chúng ta đều là người ở trong giang hồ, cần gì làm theo tục lệ này? Thành hôn là việc đại sự của đời con người, đúng không? Sư huynh không thể đem sính lễ đến hay sao? Hả? Các Mã Nhã, sư bá là người thanh bằng cả đời, không có ngọc ngà châu báu gì. Sư bá lấy cặp hồ điệp song kiếm này tặng cho ngươi và Văn Thông để làm sính lễ. Cảm ơn sư bá. Hy vọng hai đứa sống chung ân ái với nhau, như chim liền cánh, như cây liền cành. Sư bá tặng hậu lễ như vậy cho con còn không mau lấy trà dâng cho sư bá. Dạ sư phụ. Mời sư bá dùng trà. Được, cảm ơn. Hôm nay sư bá uống trà của hiền thê của đệ tử ta. Nè Văn Thông, về sau ngươi phải thương hiền thê của ngươi nhờ. Nghe thường huynh cũng có món quà muốn tặng cho muội. Tặng cho tôi? Kết hôn không phải là tôi. Tặng cho tôi để làm gì? Tôi không lấy. À,
Sư phụ, đây là lòng thành của Trác Thúc Thúc. Sư phụ mở ra xem đi. Sư phụ coi nè, y phục này rất là đẹp. Sư phụ không phải là cô dâu, cần gì phải mặc đẹp như vậy. Khi huynh mua bộ y phục này, huynh chỉ nghĩ huynh mặc vào chắc là rất đẹp. Sư phụ nhận lấy đi. Phải rồi, nếu sư phụ không phải là người xuất gia thì sư phụ sẽ mặc màu mè này, mặc cho vui mắt chứ. Phải rồi, phải rồi. Nếu đã lấy rồi thì để đó đi, chờ sau này sẽ nói. Được, chỉ cần mỗi chữ nhận, huynh đã vui lòng rồi. Sư phụ xem nè, sư phụ rất là đẹp. Đệ tử đứng bên cạnh sư phụ cũng đảm nhiên thức sắc. Đừng có nói bậy. Vài ngày nữa đệ tử đã là cô dâu rồi, có ai có thể xinh đẹp hơn là cô dâu chứ. Còn để biết tại sao Trác Thúc Thúc chịu cực khổ chờ đợi như vậy, bởi vì sư phụ quá thật rất xinh đẹp. Đừng có nói bậy, nói bậy nữa sư phụ sẽ giận đó. Còn nhận thấy bà ở Muôn Hoàng nói rất đúng, sư phụ không nên giam mình trong băng bảo lãng phí thời giờ. Cho Trác Thúc Thúc một cơ hội đi. Sư phụ đã già rồi, cái gì mất đi không có thể nào kiếm lại được. Cũng may là bà A Muôn Hoàng nhắc nhở sư phụ, nếu như không thì sư phụ đã làm hư việc lớn cả đời của con rồi. Sư phụ đừng có nói vậy, Cáp Mã Nhã tình nguyện cả đời hầu hạ bên cạnh sư phụ. Đừng có nói khờ như vậy, nếu được thành đôi thành lứa thì đừng có đơn thân cô độc. Sư phụ thành thật chúc phúc cho hai con. Con cũng thành thật chúc phúc sư phụ, thành đôi thành lứa. Hôm nay là ngày tốt đẹp của Cáp Mã Nhã, huynh không ngờ muội lại đến đây. Huynh cũng đã đến như tôi vậy. Đúng vậy, thật ra bao nhiêu năm qua huynh rất chú ý đến hành tung của muội. Ở chỗ này huynh đã thấy muội nhiều lần, nhưng mà huynh không dám ra để gặp muội. Có lẽ là chúng ta đã từng có kỳ vọng đối với chỗ này. Thật ra hồi đó, nếu mà tuổi trẻ chúng ta cũng đánh mất, làm nổ u đàm hoa, không chừng hôm nay chúng ta càng vui vẻ càng hạnh phúc hơn Mã Nhã Giang Thông. Tôi nghĩ đó là do số trời định. Nghe Thường, bây giờ đã trưa rồi, chúng ta nên trở về. Khoan đã, Nghe Thường, nếu như muội vui lòng thì huynh sẽ vô cùng hy vọng được vĩnh viễn ở bên cạnh muội, được vĩnh viễn chiếu cố muội. Xin mời vào trong đi. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin mời, xin mời quý vị. Chào hai vị sư phụ đi. Nhất bái, nhị bái, tam bái, phù thề vào bái, dâng trà cho sư phụ đi. Sư phụ mời dừng trà. Sư phụ dừng trà. Tránh ra. Dĩ Nghe Thông. Sang trấn. Trên đường tôi nghe nói mình sắp làm đám cưới, tôi tuyệt đối là không tin. Nhưng không ngờ quý thì là dông ân bội nghĩa. Cô đang nói gì đó? Giữa thời đối với người tốt như vậy, người không thấy xấu hổ hay sao? Cô là hoàng của Minh Huệ. Chính là ta. Chuyện đó qua thì để cho nó qua đi. Dần Thông có thể chọn lại tương lai của anh ta.
Không phải Minh Huệ cũng định thành hôn với Dương gia sao? Không phải tất cả đều có thể trở thành chuyện đã qua. Dân Thông nợ tình của tiểu thơ tôi, cả đời cũng không trả hết. Nếu hôm nay tôi không thể dẫn Huynh đi được, thì tôi sẽ giết Huynh. Dân Thông đó là chồng của ta, người dám giết ảnh thì ta sẽ giết người. Sang đây này không phải là người sợ chết đâu. Hai người kết hôn, anh ta sẽ trở thành chồng của cô. Vì tiểu thư của tôi đang mang thai cốt nhục của ảnh, vậy có phải là phu nhân của ảnh hay không? Cô nói gì? Minh Huệ đã mang thai à? Cô nói vậy? Dân Thông, nhưng gia nhân tiểu thư ở hiện đang ảnh, còn nói là sẽ giết hai mẹ con của tiểu thư. Huynh tự bảo trọng lấy đi. Bọn họ, cô ta nói có phải thật hay không? Dương Nhân Thông, tại sao vậy? Huynh còn muốn hai đứa nó giống như chúng ta, đau khổ hết cả đời. Huynh đừng có đến nhiều nữa. Nếu hôm nay tôi không giết Huynh, thì không thể nguôi qua hai thương này được. Nếu làm vậy có thể giải quyết được sự đau khổ mấy mươi năm qua của chúng ta, thì muốn giết đi. Thiên tai, thiên tai. Có nhiều sự sai lầm cũng bởi vì trong lúc nóng giận mà gây ra. Đi đi, sư muội hãy đi đi. Được, hôm nay tôi không giết được Huynh, nhưng mà tôi xin thề, tôi tuyệt đối không muốn gặp Huynh nữa, không muốn nói chuyện với Huynh nữa. Không giao bức thư này cho các Mã Nhã, có phải mình đã làm sai không? Không chịu nghỉ ngơi, không chịu ăn uống, làm như vậy có thể giải được ưu sầu ở trong lòng sao? Sư phụ, Văn Thông có tội khó tha thứ, xin sư phụ tha thứ cho Văn Thông. Người ngươi phụ lòng không phải là sư phụ, ngươi cần gì nhận tội với sư phụ? Đệ tử tự nhận mình không phải là người phụ bạc, nhưng làm đau thương Cáp Mã Nhã lại làm phụ lòng Minh Huệ. Bây giờ đã gây ra lỗi, tự trách mình không có ích gì. Điều mà đáng làm là ngươi phải quả quyết mới được, lấy người mà ngươi muốn lấy, rồi dứt bỏ những người mà ngươi không muốn dứt bỏ. Nhưng mà sư phụ, bây giờ đệ tử nhận thấy rất bàng hoàng, không biết làm thế nào mới đúng. Văn Thông, nếu trên cành cây đã trổ trái rồi, bất luận nó có phải vĩnh viễn dính liền trên cây này hay không, trái cây này dù sao cũng là trái cây. Về tình cốt nhục cũng như vậy thôi, lấy hay không lấy, nhận hay không nhận, dù sao nó cũng là cốt nhục của ngươi. Nhi nữ tư tình, sư phụ không tiện nói quá nhiều ý kiến,
hôn nhân là chuyện đại sự của đời người. Ngươi phải nên suy nghĩ kỹ lại đi, đừng để sai rồi sai nữa. A Di Đà. Cảm ơn nhã. Hãy tin lời của anh. Anh không phải là cố tình gạt gẫm em đâu. Có lẽ đó là tạ quá nụ đùa với chúng ta. Em không thấy bức thư anh gửi cho em sao? Anh còn tưởng là em tha thứ cho anh, không ngờ lại làm tổn thương đến lòng em. Anh thật tình muốn gặp mặt em, xin em ra đây gặp mặt anh cũng được không? Anh thật tình không muốn gạt gẫm em đâu. Cáp Mã Nhã, bây giờ anh quỳ trước mặt của em đi. Hy vọng em quên anh làm tổn thương lòng em. Anh không còn gì để lựa chọn. Anh có thể lãng quên tình cảm với Minh Huệ, nhưng anh không thể làm ngơ với cốt nhục của bản thân mình. Xin em tha thứ cho anh. Nợ tình mà anh thiếu em, cả đời không thể nào bù đắp được. Nhưng mà anh không thể cho con của anh nhận giặc làm cha. Thì là tức chết. Muốn bỏ đi như vậy được sao? Đâu dễ dàng như vậy. Sư phụ, đừng có đuổi theo. Đừng có đuổi theo. Vô đi. Điện chức bái kiến Dương gia. Có chuyện gì? Dương gia, đã bao nhiêu ngày rồi Dương gia vẫn còn uống rượu giấy sầu sao? Dương gia khoan hồng đại lượng, tâm địa nhân hậu, đối với Minh Huệ cô nương vừa yêu vừa hận. Muốn giết cô ta lại thấy không nhẫn tâm, muốn tha thứ cô ta thấy bất công với thiên lý. Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường. Sự đau đớn người yêu của mình bị đoạt, tiện chức cũng đã từng nếm mùi rồi. Hôm đó, tiện chức vì muốn làm chiều lòng của thống lĩnh, bức khuyên Dương gia giết Minh Huệ cô nương cho rồi đi. Người nói đi. Người nói ta từng tỷ cô ta thế nào? Dương gia, thật ra Minh Huệ cô nương không phải là hạng người vô tình. Lỗi bởi Văn Thông đã hại cô ta phụ Dương gia, cho nên Dương Văn Thông mới là người đáng giết. Nhưng mà nếu trực tiếp giết chết nó, hình như rất may mắn cho nó. Thật ra muốn đối phó với Dương Văn Thông, mình có hai phương pháp. Điều thứ nhất, phải giết chết người yêu nhất của nó. Không. Phương pháp thứ hai là gì? Tức là lấy người nó yêu nhất. Dương gia, thấy Dương gia yêu Minh Huệ của nương như vậy, tại sao Dương gia không đoạt cô ta, chiếm lấy cô ta? Nhưng mà cái thai, chuyện này đơn giản thôi, thì cứ để cho cô ta tự nhiên sanh nó ra đi. Dương gia, muôn ngàn binh mã Dương gia có thể thao túng ở trong tay, còn Tôn Ngộ Không này làm sao nhảy khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Phật Như Lai được chứ? Cha thấy sao rồi? Huệ Nhi, cha không xong. Cha, xin cha đừng có nói như vậy, cha phải phân chấn lên. Con phải phá thai thành hôn. Cha đừng có ép con. Con không thể giết chết đứa con của mình. Giữ gìn
đánh mà. Dạ. Huệ Nhi. Cha. Cha không nỡ lòng rời khỏi con. Dạ. Chết không yên lòng. Dạ. Chết không yên lòng. Dạ, cha không chết được đâu. Cha không chết được đâu. Huệ Nhi. Tướng quân. Tướng quân, không cần thi lễ. Thường thế của tướng quân chưa thái thuyên giảm. Ta muốn sớm ngày thành hôn với Minh Nguyệt phụ nữ để xong hỷ cho tướng quân. Thành hôn? Tốt lắm. Không biết Minh Nguyệt phụ nữ, Minh Nguyệt phụ nữ ấy có thế nào? Dương gia quan tâm cha. Dương gia muốn xung hỷ cho cha. Xin Dương gia quyết định. Nếu cô không đồng ý cuộc hôn nhân này thì đừng có đừng miễn cưỡng. Nhưng giờ, nhưng giờ không giết chết cha con tôi đã cảm kích lắm rồi. Đâu có lý gì mà không đồng ý cuộc hôn nhân này. Một cô tưởng rằng ta dùng tánh mạng của tướng quân để uy hiếp cô nương sao? Nhưng giờ đừng có nghĩ như vậy. Tôi biết Dương gia rất tốt với tôi. Tôi vốn không tính đáng làm dương phi của Dương gia. Làm như vậy thật có lỗi với Dương gia. Có lẽ không phải là những lời thốt ra từ lòng cô được. Thật ra ta thành hôn với cô nương không có ý gì khác. Thật ra ta muốn cô nương sau này lớn bụng ra bị người ta chê cười. Ý của Dương gia là ta không muốn thấy đứa bé không có cha, càng không muốn thấy người ta yêu bị dày dò. Ta không có yêu cầu gì với cô nương. Cô nương chịu thành hôn với ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Đại ơn đại đức của Dương gia, Minh Huệ xin ghi nhớ trong lòng. Nếu như có cơ hội, Minh Huệ sẽ báo đáp cho Dương gia. Ta không muốn cô báo đáp. Ta chỉ hy vọng có một ngày cô nương sẽ thật tình làm dương phi của ta. Ta hy vọng có một ngày cô nương sẽ thật tình làm dương phi của ta. Tại sao anh? Đi theo anh. Buông em ra. Em không đi. Sang đơn nói tất cả cho anh biết rồi. Em không nên ở lại đây. Đi. Em không nỡ bỏ lại cha một mình. Nhưng mà em càng không nên để con của mình ở gần bên cạnh Đa Đạt. Minh Huệ, chúng ta tìm nơi nào mang danh ẩn tánh. Từ từ nay không bước chân vào giang hồ nữa. Thế nào? Anh và cha của em đã có rất nhiều ân oán với nhau. Chúng ta không thể nào ở chung với nhau được. Không lẽ em chịu gả cho Đa Đạt Dương gia sao? Nếu em chạy theo anh thì sẽ liên lụy tới cha. Như vậy em không nghĩ đến cốt nhục của chúng ta hay sao? Anh đừng có ép em nữa. Anh không ép bức em thì đứa con sẽ nhận giặc làm cha. Không lẽ em muốn cốt nhục của chúng ta phải phân ly hả? Em không biết. Em không biết đâu. Anh đừng có ép em nữa được không? Được, được. Em không đi, anh cũng đi. Anh Chỉ Thơ, mau mở cửa. Ai đó? Tôi là Thí Hương. Tướng quân không sao rồi? Dạ. Cha. Cha. Cha thấy sao rồi? Cha không sao rồi. Dạ. Cha không sao đâu. Cha không có sao đâu. Cha đã hứa với con. Cha coi con thành hôn mà. Cha sao cha không giữ lời hứa? Cha. Huệ Nhi. Cha không nỡ lòng rời khỏi con. Cha. Cha có sự yêu yêu con nhỏ nhỏ. Cha nói đi.
Cha nói đi. Ai một lòng một dạ làm như phi. Dân trời, con biết mà cha. Dương Dân Thông là kẻ thù của con. Cha, con phải trả thù cho cha nha. Cha, 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 hứa với cha, hứa với cha đi. Được, con hứa với cha, con hứa với cha. Cha, 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 cha. Tiểu thư, hãy cởi áo cưới của ta sao?